I'm Chef Jack Lee. Welcome to Keisha Kitchen. I'm on top of the world, now I'm living. Why am I different? Because I cook from the heart. I want to share because I care. Mỗi tuần thì Jack Lee sẽ mang đến một câu chuyện đặc biệt về một ngôi sao Hollywood thông qua một món ăn mà Jack đã từng nấu cho họ. Vị đầu bếp tài năng này sẽ cùng thực hiện lại món ăn đó cùng với một nghệ sĩ Việt Nam và rất nhiều bất ngờ sẽ xảy ra. Hôm nay, món ăn và câu chuyện mà Jack mang đến chương trình món ăn của ngôi sao sẽ là gì? I love the colors and I love the presentation. I felt presentation is everything. And people often eat with the eyes first. Ở tập trước thì Jack cùng với diễn viên Thùy Trang đã chế biến thành công món sò điệp cá hồi cho người bạn của Thùy Trang thưởng thức. Tài năng nấu nướng của Thùy Trang cuối cùng cũng được bạn bè công nhận. Còn hôm nay thì Jack sẽ đến một nơi đặc biệt để tìm hiểu công thức chế biến món ăn, cũng như giới thiệu đến chúng ta một sự sáng tạo mới của món ăn này. Cùng đón xem! Chào anh Nhất. Khỏe không sếp? Khỏe. Wow, làm gì vậy? Đi ra mình show anh, kem. Ồ, kem hả? Đến đây thì tới muốn hỏi anh cái chuyện ba lê show nè. Nào cái ba lê show này á, sao cái nhân nó chẳng có gì vậy? Nhân nó, cái nhân ba lê show này nó bao gồm thịt xay với ba tê, hành tím, tiêu. À, thơm. Mình hả? Xào lên này, mình bơm vô. Thì cái này thì anh làm luôn. Dạ, lấy bột lắm bơ. Dạ. Chỉ làm mấy tiếng nha? Cán bột thì khoảng chừng nếu để dành thời gian bột mì thì khoảng chừng 20 phút. Mình xào nhân đưa vô mình nướng khoảng chừng 20 phút, tổng cộng là 1 tiếng. Ủa? Thì có thể cái, làm bánh. Cái ba tê xô này, anh lấy cái bột mì với cái bơ á, anh làm á, dạ, anh phô á. Thì ở Mỹ á, mình làm á xong rồi phải bỏ vô tủ lạnh, tủ đông, tại vì nó phải cho nó lạnh lại xong dạ, ép nó xuống nữa đúng không? Đúng. Xong phô nó ép nó xuống nữa. Ở Việt Nam thì mình tráng bơ adetto, nó gọi là cái bơ pha, bơ tổng hợp, nên là nó đặt nó ra nhiệt độ bình thường nó không có chảy. Oh, vậy nè. Oh, I see. Vậy thì mấy nãy nghe cái nguyên liệu ở chổng cũng hấp dẫn ha. Có thể nào mà có khác không? Có nấm nè, họ xài cái thịt bò nè, hải sản nè, có gì không? Hả? Chỉ có một thứ. Nó chỉ như vậy thôi. Thật là có thể mà nếu mà làm đúng thì mình cho thêm ít trứng gà. Nhưng mà cái đó là dành cho mình lĩnh vực khách sạn. Mình chắc sẽ làm kiểu mới. Mình xài hải sản. Vietnam cooking is amazing. Learn how to make the Vietnamese baguette, which is I think is the best in the world. I'm proud of my country. Even puff pastry, pate so. I don't know how. You can make it cheap, but tastes so good. Today we show you seafood for King George Hamilton. George Hamilton là diễn viên phim truyền hình Mỹ sinh năm 1939. Ông tham gia trong các phim như Home from the Hill, Your Cheating Heart, Lying the Pizza và Two Weeks in Another Town. Ông đã được đề cử giải Quả Cầu Vàng cho màn trình diễn của mình trong Love at First Bite và Zorro, The Gay Blade. George Hamilton phải sống một cuộc sống chật vật ở độ tuổi ngũ tuần trước khi thành công với vai trò nhà sản xuất. George Hamilton, very, very famous in the States. Party all the time. He always have the perfect look. Very serious, but a very playful heart. You see him at all the events, all the party. But he still look so handsome and so young. So Georgie dated many, many actresses. He used to share stories with me, right? Today we show you seafood for King George Hamilton. And cooking with anh Công Giang. I see him a lot on TV, right? He's such a great guy and a good friend. Công Giang là anh chàng diễn viên trẻ được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình. 5 năm vào nghề, Công Giang đã góp mặt trong nhiều bộ phim như Vũ Khí Sắc Đẹp, Cạm Bẫy, Mắt Bảo, Đường Chân Trời, Phía Sau Tội Ác với rất nhiều dạng vai khác nhau. Lúc mà mình học lớp 12, mình đóng một cái tiểu phẩm này kia cùng với những bạn trong lớp. Cái cảm giác mình bước lên trên sân khấu, mình đứng, mình cảm thấy mình thích.
thi vào trường sân khấu thử coi như thế nào. Thì về chia sẻ với mẹ, nói là bây giờ cho con đi thử con đường này, cho con mấy năm để con khẳng định mình. Đắn đo suy nghĩ một thời gian thì mẹ mới quyết định là cho theo. Thì nếu mà con đi tiếp được thì mẹ sẽ cho con đi, còn không thì con phải làm theo ý của mẹ. Với đam mê và nhiều cố gắng, Công Danh đã thành công và tên tuổi được nhiều người biết đến, trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu kịch và phim truyền hình. Now, don't let this puff pastry fool you, okay? It's very good looking, but it tastes even better. Aha, gonna show you the quickest way, the easiest way, but the best way to make a cream sauce for your vol-au-vent. And lots of time, people throw away the head and the shell. But what they don't know is this is actually can make sauce. You make a quick sauce, very good flavor. A little oil, it's gonna pop. Throw in your onion, a little bit of garlic, and thyme. Lá hương, baby dill, and a little bit of white wine. Now you put in half a teaspoon of salt and a pinch of pepper. A little bit of canola, huh, for the flavor. Then you add a little bit of butter inside. You're gonna add maybe two cups of chicken stock. Of chicken stock, you can use seafood stock if you have chicken stock, or add water if you don't have anything. A lot of people crush them. A lot of chefs, what they do is they crush the head so more flavor come out. So what we do is, when you make a seafood stock in a restaurant, we save all the shell, all the heads. Nothing go to waste. We're gonna roast it in the oven for about half an hour to 1 hour. Then you get that intense flavor of the seafood, right? Then you use that to make sauce, stock. Very strong flavor, very good. While this is reducing, once it's reduced down, we're gonna add cream. See that? Very white. Bring it to a boil, and then you're gonna reduce it down. Turn on the heat once it's boiling. You see the bubbles? Everything will come together. Ah, so once it's reached boiling point like this, you can tell you're gonna reduce down the heat. So reduce by half. In the French word, they call accept. You reduce by half, and then once it's thickening to the sauce consistency, we're gonna blend a little bit for that flavor, and then we're gonna drain. So the shell and the head no longer be needed. The service of the shrimp head has finally come to an end. We have all the flavor we need. All right. So here I want to show you, I blend the two heads. You can do the all, okay? All that flavor go inside the sauce. So if you're gonna do that, it's still running. So you're gonna return this back to the pot and return back to the stove. And then this is where you put bok nang, you know, like the cornstarch to thicken the sauce. So now the sauce is cooking, it's almost finished. We're gonna wait for Công Danh to come and finish this off with me. We're gonna do a nice vol-au-vent with the seafood, with this special sauce. Nước sốt với cách chế biến công phu mà Jack vừa thực hiện sẽ đi cùng với món pate show hải sản đặc biệt hôm nay. Những chiếc bánh pate show hấp dẫn Jack từng làm cho George Hamilton sẽ được Công Danh thực hiện lại như thế nào? Và người mà Công Danh muốn dành tặng món bánh này là ai? Đón xem phần tiếp theo. Anh, mình chuẩn bị nấu ha, hai anh em thì bắt đầu làm cái này trước, xong rồi mình mới chiên mấy cái hải sản ha. Ở đây có trứng luôn, thì cắt cái này đi. Bây giờ cắt này luôn. Đúng rồi. Wow, thấy rồi biết có kinh nghiệm nấu đồ ăn. Nhà nấu mì gói không à? Anh nhanh đặt sẵn rồi mì gói. Thì chính giữa, vô. Đây cắt. Chính xác. Đúng đây. Rồi đó.
Rồi, bỏ trứng lên, quét quét trứng. Bây giờ lấy cái này đánh trứng cho đều. Đánh trứng. À, đúng rồi. Bữa nay anh là bếp trưởng á. Chắc là bếp phụ nè. Cái đó cho anh làm hết á. Thì bữa nay nấu cho ai anh? Nấu cho một người đặc biệt. Đặc biệt. Thì ngày hôm nay anh muốn đi cùng mẹ để làm một món ăn, để có một chút gì đó tình cảm cho anh muốn gửi đến mẹ. Rất là đặc biệt. Rồi, xong rồi mình dán lên ha. Chồng nó lên hả sao? Dạ, đúng rồi đó. À, ở ngoài á, khi mà muốn ăn bánh Paradiso á thì ra ngoài anh mua có cái mấy chục ngàn à. Mà vô đây bây giờ làm thấy từng công đoạn thì nó cũng nhiêu khê quá ha. Thì chỉ ăn thôi thì đơn giản rồi. Phải làm mới biết được là khó đâu. Không? Hỏi làm gì hết. Phải tháo ra, lấy giấy ra, phải đặc biệt á. Bếp trưởng ơi. Tự nhiên trách bếp trưởng à, tại vì lỗi của bếp phó. Bếp phó đứng, bếp phó phải nhắc mới biết chứ. Thì mới nhắc nè. Tại vì tôi cũng không biết. Cái này làm nó lâu lắm á, nó làm 8 tiếng á, tin không? Trời, cái bột không rồi làm 8 bột, tiếng. Bột xong rồi bơ, bơ xong rồi bột, bột xong rồi bơ, bơ xong rồi bột. Giống nhảy đầm vậy á. Ok, mình bỏ vô lò ha. Ok. Ok, 290. Để. Mình sẽ bỏ. Mình phải canh á 6 phút. Ha. Bây giờ thì mình sẽ chiên mấy cái hải sản lên. Thì bình thường ở nhà anh có nấu không? Có, ở nhà có chiên. Đập trứng vô là trứng. Bỏ vô là chiên á. Mì gói. Mì gói. À, bữa nay hơi khó à. Bữa nay phải chiên. Chiên mấy con tôm nè. Hấp cái này nhiêu hấp nè. Rồi, cái này giống chiên trứng vậy á. Là nóng rồi ha, bỏ chút dầu vô. Anh cầm cái này nè. Đảo gió đều phải không? Dạ đúng rồi. Đó. À, trứng nè, trứng phỏng nè. Ok. Rồi, chút rượu ha. Chút rượu đi. Rồi, xong. Thì chắc muốn biết á, cái khẩu vị của khách mời á là sao không? Thì cái khẩu vị của khách mời của Danh thì cũng nói chung là cái gì ăn cũng được hết. Nhưng mà bị dị ứng đều nha. Là sao? Là tôm, cua mà cái gì mà nhỏ quá là ăn không được. Phải bự bự như nè, ăn mới được nha. Biết ăn thiệt à. Thì bữa nay là nãy đúng rồi đó. Ê, cua cũng bự, tôm cũng bự. Nghêu cũng bự. Nghêu cũng to nữa, trời ơi. Quá vậy được chưa? Now, the filling you can use all kinds, right? Seafood, which is we're gonna use today. You can do vegetarian. You can have all the mushroom and stuff in there. You can do chicken, you can do beef, and you can do pork. Đúng rồi, ok, chào ông ơi. Cho chút dầu vô đúng không Zach? Đúng rồi đó. Ok, mình vô ha. Yeah. Bỏ chút tỏi vô. Hồi nào giờ là ăn đòn nghêu hấp xả không à? Hôm nay là nghêu chiên à. Đúng rồi, đặc biệt á. Rồi, ngủ vô. Đó. Cái này là như trong phim luôn lại. Thì bữa nay anh này nấu nè. Cái này là anh nấu một mình á. Thì mẹ tin không? Chắc cũng bất ngờ. Cũng hơi bị khó tin. Mẹ là người mà Danh trao đổi và chia sẻ nhiều nhất. Trong cuộc sống Danh có nhiều điều mà Danh bức bối. Hoặc là những gia dấp, hoặc là những vấp ngã của Danh. Mẹ khuyên là con phải như thế này như kia, có những vấp ngã thì con mới trưởng thành, thôi đi chậm mà chắc. Nhưng mà mẹ và gia đình luôn ủng hộ con hết mình. Xong rồi mình bỏ cua lên luôn ha. À, bỏ cua vô. Cua nó chín rồi, nó hấp một chút thôi. Ở nhà mà mỗi lần chở mẹ đi ăn ốc mà ăn ghẹ mà mấy cái càng cua mà nhỏ nhỏ là mẹ lắc đầu rồi. Mẹ bị dị ứng. Thấy cái càng nó thích rồi bữa nay. Đâu mẹ ơi. Ủa anh Zach vừa mới dắt chanh đúng không? Đúng rồi. Ủa sao em thấy bình thường ăn xong thì người ta mới dắt vô chứ còn đang nấu mà sao dắt vô vậy chi? Tại vì á mình muốn nó hấp thêm nữa, mình bỏ chút chanh cho nó có mùi vô cái cua nè. Vô cái nghêu nè ha. Mình sẽ lấy cái Paradiso ra ha. Nó ok rồi đó. Wow. À thấy nó nổi không? Đẹp quá không? Ha. Ừ, quá đẹp luôn. Thấy đẹp không? Trời ơi. Mở hết rồi ha. Ok rồi đó. Cái này bây giờ làm mình nấm. Xào nấm hả? Mình xào một chút nấm, đúng rồi. Mẹ thích ăn nấm không? Dạ, thích. Thích hả? Ok. Được. Rồi cái tôm á.
chưa xong đâu. Mình bỏ vô lò ha. Wow, bữa nay thấy anh nấu cũng hay á. Rồi, nấm vô lên. Đây luôn. Rồi. Bữa nãy á, thơm quá. Trước khi anh tới chắc làm cái sauce rồi đó ha. Sauce ngày á. Sauce một chút bơ, một chút cream. Một chút bơ, một chút cream. Trong có tỏi nè. Rồi, thấy anh á chảy nước miếng à, muốn thử rồi đó. Nè, cho mượn cái muỗng nè. Thử đi. Ngon không? Thơm không? Tuyệt vời. Đúng rồi, ở trong có điêu quá luôn. Quá lạ luôn á. Có một chút một chút chanh. Thấy nó giòn không? Quá giòn. Rồi. Đây. Xẻ nó ra xong rồi tí là mình cho hải sản vô. Đúng rồi đó. Vô giữa. Nghe cái tiếng đó là biết mình thành công rồi đó. Giòn thì là giòn đúng không? Đúng rồi. Ok. Xong. Cái này á thì anh á trang trí cho mẹ. Thì anh lựa đi. Trang trí cho mẹ đúng không? À, nhường anh đi trước. À, mình á, mình trang trí khác nha. Trang trí cho mẹ là phải lựa cái này. Wow. Bỏ vô. Wow, rất là thương mẹ. Được á. Đẹp đúng không? Ok, tôm ok rồi đó. Rồi bây giờ mình bỏ gì tiếp? Thì tùy theo bếp trưởng mà muốn trang trí làm sao trang trí. Trang trí. À, đừng có coi nha. Không ăn cắp mẫu à. Không ăn cắp mẫu nha. Mình phải bỏ một chút nấm vô nè. Bỏ một chút nấm vô. Đúng rồi. Rồi đó. Ha. Quá đẹp. Bỏ một chút chanh là dắt chanh nữa ha. Thơm. Hải sản á phải ăn chanh chút chanh. Định này giống như là con tôm nằm phơi mình trên bãi biển vậy. Kế bên có đặng dừa nữa. Đẹp không? Quá đẹp. Cái này á là khoai lang, khoai tây gì á. Mình bỏ vô luôn ha. Không ơi, bữa nay mẹ tới á. Thì mình cho đặc biệt nữa. Bỏ trứng cá hồi á. Yes sir. Rồi mình sauce luôn. Thì mình bỏ vào đây nè. À, ở đây có bỏ vô mấy cái đúng rồi đó. Bỏ vô mấy cái gì. Ok. Xong chưa? Chắc mẹ cũng sắp tới rồi. Sắp tới rồi, hả? Ừ. Ok. Chuông này là hoàn hảo chuông á. Ok. Ok. Jack và Công Danh đã thực hiện xong món bánh patiso. Giờ G đã đến, cuộc hẹn của Công Danh và mẹ sắp diễn ra. Những câu chuyện thú vị, những cảm xúc của mẹ Công Danh khi rất hiếm được ăn món ăn của con trai nấu sẽ như thế nào? Đón xem phần tiếp theo. Mẹ vô đây. À, mời mẹ ngồi. Và wow, nay dẫn tôi đi ăn cái gì vậy nè? Thì bình thường mẹ khoái ăn ốc cho nên hôm nay con cũng dẫn mẹ đi ăn mấy cái món có liên quan đến ốc này kia, hải sản. Nhưng mà còn cái món gì thì bí mật lát nữa mẹ biết. Đó. Wow, món gì mà ngon dữ vậy nè trời. Đó thì đây nè, thấy không? Có nghêu nè, có tôm nè, có cua nữa. Wow, bánh. Bánh patiso. Bánh patiso. Cái này món cũng hơi này lạ là nha. Món patiso hải sản.
Thấy trang trí đẹp ghê không? Không những đẹp mà ăn còn ngon nữa. Nè đây nè, còn mấy giờ mẹ cho miếng sốt vô đi. Sốt trên sàn. Cảm ơn em. Làm theo con rồi đó, mày cầm lên đi. Đó. Đây. Rồi đó mình sốt nhẹ nhẹ vô. Cứ vô bánh luôn. Cái này lạ ghê nha. Mẹ thấy bao tiêu xô của người ta nó khác mà này sao khác nhiều dữ nè. Đã nói là đặc biệt rồi mà. Mẹ ăn thử đúng không? Rồi, con biết là mẹ thích nha. Là mẹ thích ăn cua rồi đúng không? Đó. Đây nè, cái này bự cua. Là dành cho mẹ đó, mẹ ăn thử đi. Cua. Dạ. Nó là dùng thử. Cua chấm miếng sốt thử coi nha, ngon sốt. Không nha. Đúng rồi. Wow. Sao? Ngon không? Ngon mà quá là sao? Quá ngon. Quá ngon tức là quá ngon. Quá tức là quá ngon. Miếng sốt này nó béo. Thơm mùi bơ. Sau đó là mày nghe hình như nó có vị chua chua nữa. Mày biết cái món này đặc biệt không? Tại sao không? Bây giờ con bật mí với mẹ nha. Ừ. Dạ em mời anh Sắc. Dạ bếp trưởng. Phải không? Dạ dạ ba. Tính không? À. Hôm nay là ảnh là bếp trưởng mà ảnh nhường chức lại cho con. Vậy nữa? Chắc là bếp phụ bữa nay. Chắc là bếp phụ. Dạ. Thì cảm ơn chị. Là hôm nay là cái món, những cái món này là ảnh dạy con nấu. Khi mà anh mời đến cái chỗ ăn như vậy thì mà Danh nói là Danh đã thực hiện cái món ăn đó. Thực sự tôi không có tin. Bởi vì là từ xưa đến nay là Danh không bao giờ mà nấu ăn ở nhà. Những cái món mà thông thường cũng đã khó nấu rồi. Và những cái món ăn đặc biệt và ngon như thế này mà nói là Danh nấu thực sự là mình không có tin. Còn nấu được cái này sao? Nấu hay. Bữa nay là anh Danh ảnh nấu hết á. Yeah. Trời ơi. Ngon. Dạ thì chúc chị ăn ngon ha. Cảm ơn. Đi ăn đi ha. Sáng giờ là con anh Sắc anh chỉ con công thức rồi, anh chỉ con cách làm này kia là hoàn toàn là tự tay con làm. Công thức phải không? Dạ. Vậy thì nhà nghiêu này thì phải làm sao? Con làm sao? Hả? Thì nghiêu con bỏ lên trên chảo rồi con chiên, con xào, bỏ chút tỏi này kia cho nó thơm lên. Rồi xong rồi hấp lại cho nó nở ra, cho nó chín. Mà nãy giờ con nói với mẹ là con nấu, rồi con mời anh Sắc ra luôn cho mẹ chứng kiến luôn, người thật việc thật luôn. Rồi mẹ như nãy giờ mẹ ăn mà sao thấy mẹ giống như nghi ngờ là không phải con nấu vậy. Sau khi mà mình thưởng thức cái món ăn mà Danh nấu á, cũng được chứng kiến với lại đầu bếp á, thì mình thực sự là tin là bởi vì là Danh cũng có khả năng để nấu ăn. Tại vì thấy ở nhà là toàn nấu mì gói này kia không, mà chiên trứng không, mà đâu có biết được hôm nay là biết làm cái món này đâu đúng không? À. Ảnh là hoàn toàn ảnh chỉ con, nhưng mà con cũng đứng con làm chứ bộ, đâu phải dễ làm món này đâu. Thực sự mà con nấu được như vậy thì thật là rất là hay luôn á. Mà rảnh rỗi, nếu mà Danh mà ở nhà thì hai mẹ con cũng luôn nói chuyện, rồi Danh cũng chia sẻ về cái công việc, rồi những cái khó khăn ở phim trường. Rồi sau đó thì Danh cũng có chia sẻ về những cái món ăn mà Danh thích. Thì hôm nay con muốn mời mẹ tới đây để mẹ thưởng thức cái món này. Để giống như là một chút gì của con khi mà con không có thời gian dành nhiều cho gia đình, dành nhiều cho mẹ, thì con muốn có một chút tình cảm của con đối với mẹ. Thực sự món này là rất ngon. Yeah. Rất ngon và mẹ cũng cảm ơn. Yeah. Mẹ cảm ơn vì là cái món ăn này con dành cho mẹ. Thường là mẹ nấu cho con ăn chứ ít khi nào mà con nấu cho mẹ ăn. Thực sự là món ăn này hôm nay con nấu mẹ thực sự cảm động. Rất cảm động. Cảm ơn con rất nhiều. Chị thôi ăn đi mẹ. Chị thì con ăn. Mời con. Ít khi nào thấy mẹ khóc. Mẹ chỉ luôn luôn mẹ lắng nghe mình nói. Thậm chí có những lúc mà trong cuộc sống Danh có nhiều điều mà Danh bức bối, hoặc là những gia dấp, hoặc là những vấp ngã của Danh chia sẻ với mẹ, thì Danh là thường là người khóc nhiều nhất, trải lòng nhiều nhất. Khi mà mẹ ăn mà mẹ rưng rưng như vậy thì sự muốn nói là cảm ơn mẹ nhiều lắm. Ngon mà. Rất ngon. Ngon hơn hết á là tấm lòng của con. Những cái món ăn mà về mà bánh như thế này thực sự là rất là khó nấu mà cũng khó làm. Thực sự là phải cảm ơn đầu bếp. Yeah. Cảm ơn đầu bếp vì đã chỉ cho con món ăn này. Yeah. Mẹ mong là sẽ con sẽ làm cho mẹ ăn những cái dịp khác, con sẽ làm cho mẹ ăn và cho gia đình mình ăn. Và nếu được có dịp làm lại món này lần thứ hai, có thời gian thì anh chắc chắn sẽ làm món này để cho cả nhà cùng ăn.
it's so fun to meet the mom of An Yan. She's such a lovely lady. It's such an honor to cook for the mother of my friend because it reminds me a lot the bonding of me and my mom as well. And this show is all about happy family and love. So tune in next week, please. Watch as we embark on a new journey of cooking. More information for you to learn, more love to share with you and more friends. All right, thank you so much. See you next time.